tiền mua máy rửa xe này đã kiếm lại được rồi. Nhưng máy rửa xe cao áp cầm tay này có thể dùng được ít nhất 8 đến 10 năm. Xem ra tôi cũng có thể kiếm lời được nữa. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc với chiếc máy rửa xe này. Với chiếc máy rửa xe tiên tiến này, bạn không phải đi xe máy dơ bẩn nữa. Và chỉ với một chiếc xô, một chiếc máy rửa xe, bạn có thể xịt rửa bất cứ lúc nào. Tự rửa xe mình sạch sẽ, giúp người khác rửa xe và vẫn có thể kiếm thêm được tiền. Cụ máy rửa xe cao áp cầm tay sử dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất. Chỉ cần một chiếc máy rửa xe cầm tay và một xô nước là có thể làm được, không cần phải ra tiệm rửa xe nữa. Hãy